giải Gaza năm 2023 đã trải qua một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất lịch sử. Sự tàn phá không chỉ hủy hoại cơ sở hạ tầng mà còn để lại hậu quả đau lòng cho hàng nghìn gia đình với nhu cầu cấp bách về thực phẩm, nước sạch và dịch vụ y tế. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn đón xem. Trước tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ tại giải Gaza, Liên Hiệp Quốc ngày 10 tháng 1 đã một lần nữa cảnh báo khi các cuộc không kích vẫn tiếp diễn, gây thêm nhiều thương vong và hủy hoại không ít cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng tại giải đất này. Phát biểu với báo giới về tình hình tại giải Gaza, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, ông Stefan Dujarric, nhấn mạnh các cơ quan cứu trợ nhân đạo cùng các đối tác ngày càng lo ngại về tác động của các biện pháp hạn chế, đặc biệt là ở các khu vực phía Bắc vùng lãnh thổ này. Nhiều tổ chức cứu trợ nhân đạo cảnh báo các dịch vụ y tế ở vùng Diyala Bala và Khan Yunis gần như tê liệt. Căng thẳng gia tăng tại những khu vực này khiến thương vong tăng, an ninh ngày càng bất ổn, cản trở hoạt động vận chuyển hàng hóa cứu trợ nhân đạo. Liên Hợp Quốc lưu ý, giải Gaza đang thiếu nghiêm trọng các nguồn lực y tế. Tính đến ngày 9 tháng 1, số giường bệnh có sẵn tại đây chỉ đủ để đáp ứng 1/5 tổng nhu cầu là 5.000 giường cấp cứu. Hơn 3/4 trong số 77 cơ sở y tế tại giải Gaza đã dừng hoạt động, khiến nhiều người dân không có cơ hội được chăm sóc y tế cơ bản khi cần. Cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay còn tác động tới những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính và các bệnh về tâm thần. Khoảng 350.000 người mắc bệnh mãn tính và 485.000 người mắc các rối loạn về sức khỏe tâm thần tại giải Gaza tiếp tục bị gián đoạn điều trị. Gần 1,9 triệu người trong tổng số hơn 2,3 triệu dân ở giải Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn kể từ khi xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel bùng phát đầu tháng 10 năm 2023. Điều kiện sống tạm bợ, tập trung đông đúc tại các khu lều trại thiếu nước, kém vệ sinh khiến họ đối mặt với nguy cơ cao bị mắc các bệnh truyền nhiễm. Ông Dujarric nêu rõ, các tổ chức cứu trợ đã nỗ lực hỗ trợ cải thiện điều kiện vệ sinh dịch tễ tại vùng Rafah và Khan Yunis, nhưng phải đối mặt với các thách thức lớn, trong đó có thiếu nguyên liệu và khó khăn về hậu cần. Liên Hợp Quốc đặc biệt quan ngại về tình trạng khan hiếm nguồn cung nước. Theo đó, kể cả khi đã huy động mọi hình thức, từ vận chuyển nước bằng xe tải, tận dụng nước khử muối, kết hợp các nỗ lực khôi phục một trong ba tuyến cấp nước chính, thì lượng nước sạch cung cấp hiện nay chỉ tương đương 7% lượng nước cung cấp trước ngày 7 tháng 10. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, những thông tin trên phản ánh thực tế bi đát của cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza. Các nhân viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc làm việc tại giải Gaza đang phải đối mặt với thảm họa nhân đạo sắp xảy ra với hơn 100 nhân viên đã thiệt mạng. Ông Adnan Abu Hatna, người phát ngôn của cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine cho biết, 70% cơ sở hạ tầng của Liên Hợp Quốc đã bị ảnh hưởng bởi pháo kích. Ông Hatna thông tin, trong vòng chưa đầy 48 giờ nữa, các hoạt động của cơ quan tị nạn Palestine thuộc Liên Hợp Quốc tại Gaza sẽ phải ngừng hoạt động do thiếu nhiên liệu. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, trung bình cứ 10 phút lại có một trẻ em thiệt mạng do xung đột Israel-Hamas tại giải Gaza, đồng thời cảnh báo không nơi nào và không ai được an toàn. Phát biểu ý kiến tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Ghebreyesus thông báo 20 bệnh viện ở giải Gaza đã phải ngừng hoạt động hoàn toàn. Các hành lang bệnh viện chật cứng người bị thương nặng, nhà xác bị quá tải, các cuộc phẫu thuật không có thuốc gây mê, hàng chục nghìn người phải di rời, đang trú ẩn tại các bệnh viện. WHO xác minh có hơn 250 cuộc tấn công nhằm vào cơ sở y tế tại Gaza và bờ Tây, trong khi có 25 cuộc tấn công tương tự ở Israel kể từ ngày 7 tháng 10 đến nay. Ông Ghebreyesus cảnh báo Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất ở giải Gaza, có nguy cơ bị tấn công. Bệnh viện Al-Shifa hiện là nơi trú ẩn của nhiều gia đình người Palestine ở giải Gaza. Israel cho rằng đây là nơi đặt trụ sở của lực lượng Hồi giáo Hamas để kiểm soát Gaza và đã kêu gọi người dân ở vùng lãnh thổ này sơ tán về phía nam. Trong khi đó, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hợp Quốc cảnh báo tình hình lương thực ở khu vực phía bắc giải Gaza đang xấu đi khi các đối tác không thể hỗ trợ trong gần 10 ngày qua. Hiện không có cửa hàng bánh mì nào còn mở cửa vì thiếu nhiên liệu, nước và bột mì. Một số mặt hàng thực phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn gần như cạn kiệt trên thị trường. Các mặt hàng khác như bột mì, những sản phẩm từ sữa, trứng và nước uống cũng không có tại các cửa hàng trên khắp Gaza trong 2 ngày qua. Cơ quan y tế tại giải Gaza cho biết, kể từ khi cuộc xung đột Hamas-Israel bùng phát cách đây hơn một tháng,
số người Palestine thiệt mạng đã tăng lên 11.000 người. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel thông báo số người thiệt mạng bên phía Israel do xung đột là 1.200 người. Liên Hợp Quốc ước tính ít nhất 17.000 trẻ em ở dải Gaza hiện đang bơ vơ, không có cha mẹ hay người thân bên cạnh. Phát biểu từ Jerusalem, ông Jonathan Crick, Giám đốc truyền thông của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại nhà nước Palestine cho biết, con số trên tương ứng với 1% trong số 1,7 triệu người đã phải di rời ở Gaza. Tổng dân số trong khu vực này là khoảng 2,3 triệu người, thông tin ghi nhận từ báo tin tức. Ông Crick, người đã đến thăm Gaza trong tuần này cho biết, ông đã gặp 12 trẻ em ở đó, 3 trong số đó đã mất cha mẹ. Ông nhấn mạnh, đằng sau mỗi số liệu thống kê đó là một đứa trẻ đang phải đối mặt với thực tế mới khủng khiếp này. Do thiếu thức ăn, nước uống và chỗ ở, các gia đình không thể nhận chăm sóc thêm các đứa trẻ khác. Sức khỏe tâm thần của trẻ em Palestine bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều em có biểu hiện vô cùng lo lắng, chán ăn, mất ngủ và hoảng loạn mỗi khi nghe thấy tiếng bom nổ. Quan chức Liên Hợp Quốc lưu ý, UNICEF hiện ước tính rằng gần như tất cả trẻ em ở Gaza, tương đương hơn 1 triệu em, cần được hỗ trợ về sức khỏe tâm thần. Ông nhấn mạnh, cách duy nhất để cung cấp hỗ trợ về sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội trên quy mô lớn là Hamas và Israel đạt được một lệnh ngừng bắn. Ngày 11 tháng 12 năm 2023, Liên Hợp Quốc kêu gọi tài trợ 46 tỷ USD cho năm 2024 để giúp hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi các cuộc khủng hoảng nhân đạo trên toàn cầu. Trong tổng quan về tình hình nhân đạo toàn cầu năm 2024, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo OCHA của Liên Hợp Quốc cho biết gần 300 triệu người sẽ cần hỗ trợ nhân đạo vào năm tới do xung đột, tình trạng khẩn cấp do biến đổi khí hậu và các yếu tố kinh tế. Con số này bao gồm 74,1 triệu người ở Đông và Nam Phi, phần lớn trong số này bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng ở Sudan. Nhóm 5 nước cần hỗ trợ nhiều nhất là Syria 4,4 tỷ USD, Ukraine 3,1 tỷ USD, Afghanistan 3 tỷ USD, Ethiopia 2,9 tỷ USD và Yemen 2,8 tỷ USD. Tính theo khu vực, năm 2024, Trung Đông và Bắc Phi cần 13,9 tỷ USD, cao nhất trong các vùng. Theo OCHA, trong năm 2023, Liên Hợp Quốc kêu gọi huy động số tiền hơn 55 tỷ USD cho các hoạt động tài trợ nhân đạo trên toàn thế giới. Tuy nhiên, cho đến nay, các khoản tài trợ mới chỉ đáp ứng dưới 30% nhu cầu trên. Điều này phản ánh nhu cầu nhân đạo tăng vọt, trong khi trên thực tế, nguồn tài trợ thường xuyên của các nhà tài trợ lại không theo kịp. Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp, ông Martin Griffiths cho biết, các cơ quan viện trợ thường chỉ huy động được rất ít nguồn tài trợ vào đúng thời điểm nhu cầu của người dân gia tăng và buộc họ phải mở rộng quy mô. Chỉ còn vài tuần nữa là hết năm 2023 và nhiều khả năng đây sẽ là năm đầu tiên số tiền từ thiện hàng năm cho các quỹ nhân đạo giảm đáng kể từ năm 2010. Do đó, Liên Hợp Quốc đã giảm số tiền kêu gọi huy động xuống còn 46,4 tỷ USD cho năm 2024 và sẽ tập trung cung cấp hỗ trợ cho những nhóm cần nhất. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng với kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng để cập nhật thêm nhiều thông tin nổi bật khác. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị!